Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong năm 2023 Quý Mão. Như quý vị đã biết, Khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi năm 2023 Quý Mão, tuổi Thân bị xung thái tuế nên phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi xem pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Tuy nhiên, tuổi Thân cần phải giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên về vận trình năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống bạn cũng cần phải lưu ý, ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Thân ngay bây giờ. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Thân năm 2023 Quý Mão. Năm Quý Mão 2023 sẽ có những trợ giúp tích cực tới mệnh chủ tuổi Thân. Người tuổi Thân nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện, sự nghiệp và tài lộc. Trong năm, chuyện học hành thi cử của gia chủ tuổi Thân sẽ vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ thuộc công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Phương diện gia đạo hài hòa, ít sóng gió to lớn, có xung đột cũng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tình cảm nhân duyên lứa đôi cũng được củng cố, cát lành. Về phương diện sức khỏe, con giáp này dễ mắc phải bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa. Những áp lực và gánh nặng từ công việc, mưu sinh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu, thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Giáp Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 22 tháng 1 năm 2023 đến 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Thân, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp, quan vận của mệnh chủ tuổi Thân năm Quý Mão 2023. Trong năm 2023, vì được quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Thân nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức và tăng lương. Tuổi Thân cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định như bất động sản, kinh doanh. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Nói về chuyện thăng tiến, quan vận năm 2023 của người tuổi Thân có chuyển biến mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện sự đột phá bất ngờ. Mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, với nhân viên cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Nếu ngoại giao tốt, tuổi Thân nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí mới, lộ trình đều đặn theo quý, đảm bảo không có sự tụt hậu. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của mệnh chủ tuổi Thân năm Quý Mão 2023. Cục diện bình hòa xuyên suốt tạo vận khí ổn định giúp người tuổi Thân cân bằng chi tiêu tài chính, có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới. Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập năm 2023 vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy nhiên, sự ổn định khó kéo dài thì hung tinh quấy phá, chủ về hoa tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, dễ tiêu hao cho cuộc sống, bản thân hoặc gia đình. Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Thân tiến hành đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất cao, khó thu hồi vốn chứ không hề dễ dàng như những kẻ đưa ra lời dụ dỗ. Nên tập trung cho các danh mục đầu tư chung và dài hạn, đi chậm nhưng chắc,
kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Thân năm Quý Mão 2023. Về phương diện sức khỏe, tuổi Thân trong năm 2023 không có quá nhiều biến động. Nhìn chung, bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều nhiều thời điểm trong năm có bệnh phù hung tinh tác động khiến sức khỏe suy giảm, tuổi Thân dễ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Vì tính cách khá chịu khó, chăm chỉ làm việc nên nhiều khi những người tuổi Thân bị hao tổn quá sức, làm nhiều mà không biết hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Khi còn trẻ, chúng ta hãy cố gắng hết sức. Còn khi về già, quý gia chủ hãy cố gắng để tuổi già có thể hưởng thụ, không nên chỉ dành cả đời để làm lụng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy chữa tốn tiền mà vẫn bị mắc nhiều bệnh tật. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Thân năm Quý Mão 2023. Tình duyên hay gia đạo tuổi Thân năm 2023 khá tốt, ít sóng to, gió lớn. Nam nữ độc thân, tuy không quá phượng đà hoa nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm ra được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau. Tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Nhân cơ hội này, hung tinh gieo rắc điều phiền muộn, nếu không thực sự tỉnh táo, gia chủ rất dễ rơi vào cạm bẫy tình ái, đe dọa hạnh phúc gia đình mấy lâu. Hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn mới qua. Các cặp đôi đang hẹn hò hoặc tính chuyện hôn nhân có điểm báo về sự cạnh tranh, nếu không chủ động nắm giữ hạnh phúc, e rằng sẽ tuột khỏi tầm tay. Bất luận là nam hay nữ cũng nên cảnh giác điều này. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Thân trong năm Quý Mão 2023. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Người tuổi Thân sinh năm 2004 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp học hành. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ, động viên của người thân, cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây là khoảng thời gian mà bạn có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Tuổi Nhâm Thân trong năm nay, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, cần phải bình tĩnh và kiên cường để không gục ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Mệnh chủ tuổi trẻ, sống vốn không có nhiều, có thể sẽ cảm thấy hoang mang, mơ hồ trong vấn đề sinh tồn, chưa biết làm thế nào để chọn được công việc phù hợp với mình, chưa hiểu cách để xin việc. Bản mệnh có thể xin ý kiến của gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè, dùng lý trí để định hướng mục tiêu cho mình, đừng quyết định mọi thứ một cách cảm tính quá mức. Khi đi làm, tuổi Nhâm Thân cần học cách xã giao, giữ các mối quan hệ làm việc được hài hòa. Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thì nên càng cần phải cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác. Nếu có vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Người tuổi Thân sinh năm 1980 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp vào năm 2023. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú ý trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào vị thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm và rạn nứt. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Năm 2023 là năm tốt lành đối với người sinh năm 1968 Mậu Thân. Bản mệnh đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều người gặt hái được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn dễ nhận được sự trọng dụng của cấp trên.
Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, bạn sẽ luôn thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Người tuổi Thân sinh năm 1956 có thể trải qua một năm 2023 khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to, gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, song bạn cần chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân phá hoại công lao của mình. Trong năm nay, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế bạn cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện để phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Các gia chủ tuổi Thân trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Thân trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Thân. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc mừng quý vị. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.